lúc đầu á thì trồng ở một nhánh nhỏ kia thôi, hai nhánh trên nhánh á, thì về trồng nó trái nó cái hậu nhưỡng của đất ở thành phố Hồ Chí Minh này nó không thích hợp, nên cái nho có bằng đậu đũa ăn như hột tiêu rồi đó, mà nó chua cực kỳ chua. Sau thời gian mình cũng thấy tại sao mà đó ta trồng được mình đây không được, mình nghiên cứu thử coi ghép được cái nho này mất về gần 3 năm thì nó có trái bự mà nó rất ngọt. Nho đây á trồng á là do mình điều tiết cây nho nó bò theo hướng của mình, và cây nho đặc biệt ở đây á mình muốn có trái lúc nào là do mình muốn chứ không phải như những cây khác. Ví dụ cây khác, ví dụ như cây mít, cây xài, cây ổi á, thì là trồng nó phải hai mùa nó mới ra trái, mà ở đây mình không cần kích thích thuốc mà tự đến, mà mình muốn lúc nào thì do mình điều tiết nó rồi mình cắt nó sẽ có trái theo ý của mình. Trong cái kỳ này á là nó hư anh không được nhiều, nhưng mà cái thu nhập có thể 50-60 triệu một vụ, chứ năm tôi kiếm 200-300 triệu là bình thường. Đầu tiên anh ta tính làm ra mà trồng vườn nho trước nhà cho nó mát hơn, khoảng 20 mấy vuông thôi cho nó mát trước nhà thôi. Nhưng mà sau này á, mình thấy là cái hiệu quả làm kinh tế nó tốt.